Đoạn video ghi lại hình ảnh chú khỉ ngồi cầm cuội rửa chén rất chuyên nghiệp và khéo léo khiến nhiều người khen ngợi. Cụ thể nhìn cảnh chú khỉ ngồi cầm cuội rửa chén đầy biểu cảm, thậm chí còn tỏ ra rất thuần thục. Thậm chí nó còn ngửi để đảm bảo cái đĩa được làm sạch hoàn toàn. Đúng là làm việc có tâm, nhiều người để lại bình luận sau khi xem video. Có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đất mà thôi nhé. Một pha xử lý vô cùng là cồng kềnh và mất não. Được ăn cả ngã thì đói luôn, chứ có mẹ gì nữa mà đòi ăn. Cứ tưởng thế nào, làm ăn kiểu này thì chết. Mấy chú hơi bị ẩu rồi đấy nha. Con biết bây giờ mẹ chờ tiếng con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nước. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Hả? Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng. Quả cổng đỉnh của chớp như này thì mỗi ngày đóng xong giảm được 7 tỷ calo luôn quá à. Chạy muốn tuôn hết cả hơi. Ai thiết kế được quả cổng chất như này, xin nhận của tại hạ một lạy. Khi bạn mới mua xe nhưng sợ không ai nhận ra bi lai, làm mạo sơ sơ thì vui, nhưng mình làm như này thì hơi bị ố về rồi đó nha. Xíu nữa bị gửi giấy phạt nguội về nhà thì không biết có còn múa dẻo như này nổi nữa không. Đúng là ảo ma Canada. Trong không gian thật tiên lãng, hút thuốc đào nghề ăn. Hãy ném em cây điếu cày, thì anh cho em xin que diêm que đóm với cốc nước để ham phê. Anh đỡ em cái nghệ. Cho em xin anh bị nữa anh nhé. Anh hãy bật lửa chấm cho em, bật lửa và chấm cho em anh nhé. Đúng là mấy đứa lười sẽ là mấy đứa nghĩ ra mấy quả idea không giống ai. Nhìn thì cũng nhanh phết đấy. Nhưng mà với một người tiền đình như tôi thì xin phép rút khỏi game này. Khi hồ bơi ở nhà đã quá nhàm chán sờ với bạn. Đúng là những thú vui khó hiểu của mấy người giàu. Anh em mình làm sao mà hiểu được. Vừa lái xe, vừa được ngâm mình, còn gì tuyệt vời hơn. Đúng là lũ lụt luôn là một cái gì đấy rất ư là ba chấm. Nhiều khi chuẩn bị kỹ càng thì không thèm đến. Lúc người ta đang hân hoan hào hứng ra đường làm việc thì ùa đến. Còn miếng lương tri nào không? Ôi dài ôi. Ôi trời ơi. Lại thêm một pha lái xe lao thẳng vào lòng đất nữa theo đúng nghĩa đen. Chắc phải có pha hành động đỉnh cao của sự làm màu lắm thì mới gặp cái kết ối dù ôi như này. Còn gì nữa đâu mà khóc. Gặp đúng người thì bạn mãi mãi sẽ là em bé. Mặc dù hai ông bà đi đứng hơi bị su cà na, nhưng bát cơm chó chất lượng này tôi vẫn xin phép nhận nhé. Đúng là cu te. Nhìn em cất lên anh ngoan, lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng. Thoáng trong anh quên đi bao phiền tư. Làm video test độ bền của sản phẩm mà làm kiểu này thì hai anh nghĩ làm được rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Hello Ali Khan sir, navy zam udar wo ji alama damab ki kya akhri rezidi ka sir. Ái chà chà, đúng là vương quốc của những tay tấu hài đỉnh chớp. Ông nào nghĩ ra trò này cũng thông minh đấy. Chắc là tóm được cái kinh nghiệm làm cực ói máu nên giờ đồng cảm chứ gì. Ôi đẹp. Mười đêm. Người ta bảo nước tràn vào nhà là may mắn, nhưng trên cương vị là một đứa con màu mè, tôi xin phép được từ chối hiểu. Mỗi lần nó vào thì vui, mà đi thì không chịu đi luôn, còn ở lại khuyến mãi thêm một tầng kiểu gốc đó. Con sông nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê em khắp nơi như chập chững mái tâm ngôi lên. Bảo bán xăng cho phụ nữ là một tội ác thì lại tự ái.
các chị đi xe cứ như người trên mây thế này thì có mà toan. Thôi thì xin nhẹ cái cửa xe về buôn đồng nát và chúc bạn may mắn lần sau nha. Khi bạn tưởng mình đã thoát khỏi vòng quay Sukana của tạo hóa, nhưng câu trả lời lại là không. Quả này mà không cay thì quả nào mới cay? Một phát vào cái mặt tiền như này thì còn gì là nhan sắc nữa. Va chạm xong quả này là sang chấn tâm lý, mất mẹ trí nhớ luôn. Xe không kính phiên bản ở giờ. Rốt cuộc thì đây là cái xe hay là cái bãi rác đấy? Ghê thật sự, chở gái đi chơi chắc người ta còn đấm cho. Đi đánh gôn cho nó đỡ xì chét. Ai mà có dẹ gặp quả tình huống còn xì chét hơn. Chuyến này thì còn cái gì nữa đâu mà vớt với chả phát. Gọi bà đồng nát đến bán theo cần có lẽ khả thi hơn đây. Xung quanh toàn là nước, ê, mênh mông toàn là nước, ê. Nước này mà lỡ nuốt vào mồm thì chắc được lên ốc tủ ngắm gà khỏa thân. Ăn chuối nguyên nải sớm hơn dự kiến luôn quá à. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mới đầu tưởng là thất vọng thôi, ai ngờ chuyến này tuyệt vọng mẹ luôn. Thế chứ sau mỗi lần lũ qua như này thì người ăn nên làm ra nhất vẫn cứ là bà đồng nát. Mà nguyên quả hố đen vũ trụ như này thì chắc doanh thu 10.000 tỷ mẹ luôn. Làm giàu không khó mà. Khi bạn mới đi phụ hồ ngày đầu nhưng đã muốn tạo nét, chưa chắc đã giòn đâu. Chắc nghĩ dễ như ăn kẹo đấy. Sai lầm rồi nhá. Cũng may là chưa phá game chứ không thì nguyên cái máy vào đầu luôn chứ đùa. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu!